Rồi mình chào tất cả các bạn nhé. Rồi mình chúc các bạn có một ngày mới an lành. Thì hôm nay mình có một số cây nguyên liệu nè các bạn. Cây này cây sứ hạt nguyên liệu nhưng mà củ nó củ hình rất đẹp các bạn ơi. Đã đến lúc phải chỉnh sửa cho nó có bộ đế đẹp rồi. Thì đó cái mấy cây này là trước khi mà muốn chỉnh sửa nó, mình thấy là mình cứ nuôi cho nó lớn nó khỏe đi. Đó, trồng trong những cái chậu C10 ấy, mình thấy nó ăn xuống tới cái rễ của nó ăn xuống tới đáy chậu rồi thì lúc này là chỉnh sửa được đó. Thì mình sẽ nhổ nó lên. Đó, nhổ nó lên thì cây nào mà muốn để chơi tiếp nguyên liệu á, như cái bộ tán của nó đẹp như vậy nè. Như này nè. Đó, cây nào mình thấy bộ tán đẹp thì mình để chơi nguyên liệu tiếp. Còn như những cái cây cái bộ tán của nó xấu rồi thì có thể mình sẽ chọn lọc lại. Đó, cái nào mà có thể mình ghép. Mình ghép bo cho nó các bạn. Đó, như mấy cái này nè. Nhưng mà mấy cái này tược của nó nhỏ quá, chắc lựa không được đâu. Có thể là mình cắt bay ngang đầu luôn. Đây nè, cắt ngang bay cái đầu luôn. Rồi mình ghép cho nó một cái bo. Thì những cái cây này á, nếu mà mình ghép một bo cho nó thì nó đẩy bo rất lẹ nha các bạn nhé. Khỏe lắm. Nếu mà mình trồng lại một thời gian, chắc quên nó đi rồi một thời gian là nó lên một cốt, nó đẩy lên rồi mình sẽ phân nhánh phân tược cho nó nhiều. Rồi cái cốt, cái bo ghép của nó từ nó sẽ liền, nó liền cốt rồi các bạn. Thì lúc đó là một cái cây, nó là một cái cây ghép rất khỏe luôn, nó không phải là ghép nhiều tược. Đó, như mấy cái tược này nó nhỏ nhỏ đó thì mình ghép không được. Như cái cây này thì mình cũng để bộ tán nó đẹp này, mình để nè, cây này mình để bộ tán, cây này để bộ tán. Nhưng mà để mình chỉnh sửa rễ của nó thì mình nhổ lên xong rồi mình cho nó sạch sẽ rễ đi. Rồi mình xả tàn của nó nha, mình bo cái bộ tàn nó lại. Rồi mình cho nó vô cái chỗ này, mình vùi nó ở một cái chất chồng khô đó các bạn. Rồi để từ từ cái củ nó dẻo ra, khi nào mà nó bánh chồi bánh tược nó dẻo rồi thì lúc đó mình nhổ lên. Mình sẽ xếp rễ nó lại luôn nha các bạn nhé. Đó, cây nào mà, chứ còn lúc mà mình nhổ lên là củ nó còn cứng lắm, nó không xếp rễ được đâu. Thì mình cũng phải đợi chờ thời cơ rễ của nó dẻo rồi mình mới xếp. Thì đây cái này các bạn thấy nè, tược của nó cũng đang muốn bánh ra rồi. Nhổ được mấy ngày rồi các bạn, 5-6 ngày gì rồi. Mình để vô đây nè. Đó, để cho nó mềm củ nha. Khi nào mà chồi tược của nó ra rồi, khi mình muốn trồng á thì mình đưa nó lên. Lúc mà mình đưa nó lên là rễ cám ra tiếp với các bạn. Tuy là cái chất chồng nó khô nha, nhưng mà rễ cám nó vẫn ra nha. Đó, khi mình chỉnh sửa rễ nó, mình trồng xuống cái mình tưới luôn là cây nó phát triển luôn nha các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi hai cái củ này nó bánh chồi bánh tược rồi mình sẽ lôi lên mình chỉnh sửa. Chỉnh sửa hai cây này nè các bạn. Cây này bộ đế nó đẹp lắm. Đó, nó cũng ra củ hình sẵn rồi. Thì mình sửa làm sao cho nó có bộ đế đẹp nha các bạn nhé. Cây này cũng vậy nè. Nó không ra củ hình thì mình cũng bung bộ đế nó ra cho nó thông thoáng để cho nó phát triển khỏe. Còn những cây kia thì mình ghép. Rồi để bữa nữa rồi mình sẽ trồng hai cây này rồi mình quay tiếp cho các bạn xem ha. Đó, rồi mình bung rễ mình quay cho các bạn xem. Rồi các bạn ơi, mình đã để nó trong này được nửa tháng rồi nè các bạn. Thì từ hôm mình nhổ nó lên xong rồi mình dúi nó vô đây thì mình cũng xả tàn luôn. Thì nửa tháng sau là nó bánh chồi bánh tược nè các bạn. Đó, hoa nó vẫn ra. Mình để trong này để cho cái bộ rễ nó tươi thôi nha các bạn nhé. Còn chất chồng nó các bạn thấy là nó chỉ có, nó vẫn là chất chồng khô thôi chứ không phải là chất chồng ướt đâu nha. Thì hôm nay là chắc là củ nó dẻo lắm rồi. Thì hôm nay mình sẽ bung bộ đế nó ra, mình sửa đế nó cho các bạn xem ha. Đó, hai cây này thấy củ nó cũng đẹp lắm các bạn.
Đó, các bạn thấy là nó củ nó dẻo không? Cái này là mình chưa phơi là nó cứng lắm nha các bạn nhé. Đó, cái củ này là nó nằm tốt bên này nè. Là bây giờ nó dẻo là mình bẻ được hết rồi nè. Mình cũng đẩy nó qua bên kia. Đó thì mình cũng để mình chỉnh sửa thôi các bạn nè. Chỉnh sửa để cho nó có củ hình quái hình đẹp nha các bạn. Cái này nó như vậy. Chắc củ này nó chỉ được nhiêu đây thôi các bạn ơi. Đó, nó chỉ có quái quái vậy thôi. Bên này thì nó có chân tay nữa nè, chân trước chân sau nè. Ở đây thì nhìn nó quái quái nha các bạn nhé. Rồi giờ mình sẽ trồng nó. Mình trồng nó vô cái chậu C11 rồi các bạn. Đó, từ chậu C10. Chậu C10 mà bây giờ mình đưa nó qua chậu C11A. Tối đó C11A đấy, cứ mỗi lần mình sang chậu cho nó mình chỉnh sửa thì mình vô cái chậu lớn hơn tí nha các bạn nhé, rồi mình đưa nó lên, đô nó lên rồi chỉnh sửa củ nó cho nó có cái bộ đế đẹp nha các bạn. Đây thì các bạn thấy là mình trồng nó chất trồng nó khô nha, đó sao cho nó tơi xốp rồi được, mình trộn rất là nhiều chấu các bạn ạ, cho nó thông thoáng để cho nó thoát nước đó các bạn. Đó, củ này sửa như vậy nhìn nó cũng đẹp nha. Nó phơi được nửa tháng là cái củ của nó cũng khát nước lắm rồi các bạn. Thì bây giờ trồi tường nó bắn lên, bây giờ các bạn cứ tưới từ từ cho nó đi. Các bạn thấy mà nó bắn khỏe rồi, lúc đó là các bạn tưới nhiều nha các bạn nhé. Mà nói chung ra cái cây nào á, cây nào cũng vậy đó, nó nhiều tược nhiều lá thì mình mới tưới nhiều, còn nó ít như vậy thì mình tưới thì cũng tầm chừng cho nó có độ ẩm thôi nha các bạn. Đó, bây giờ nó thành thành củ hình rồi các bạn ơi. Thì cây nào cũng vậy các bạn, mình cũng phải xem nhổ lên rồi mình xem cái tạng của nó làm sao, cái dáng của nó làm sao rồi mình chỉnh sửa nó nha các bạn nhé. Nhiều lúc cái cây mình sửa củ hình giống như con thú này con thú kia, có cái thì nó dài nó xoắn xoắn thì mình sửa nó giống hình, nói chung là nó giống hình con nào thì mình sửa theo hình cũ đó, sao mà để cho cái cũ của nó đẹp nhìn nó cũng bắt mắt thôi nha các bạn. Mấy cái rễ này tí nữa xong mình sẽ cắt bỏ đi, bỏ mấy cái rễ nào bên trên mình cắt bên trên được hết nha các bạn nhé. Cái râu kia mình cắt bỏ xong. Này các bạn thấy nó cũng quấn một cục nè. Thì cái hôm mình nhổ nó lên là nó cứng lắm các bạn ơi. Hôm nay mình thấy của nó cũng rời rạc ra. Đó. Để cái chỗ hoa rồi. Rồi từ của nó bắn ra rồi nè.
Rồi xong rồi cả nhà ơi, thì đó vừa rồi là mình có bung bộ đế nó ra nha các bạn nhé. Nhưng mà bung làm sao mà các bạn bung khéo, đừng có để cho nó bị tổn thương, bị chày nha các bạn nhé. Nói chung ra cái bộ đế mà mình phơi như vậy á, là nó dẻo lắm rồi, nó cũng khó chày xước lắm. Nhưng mà mình vẫn phải làm sao cho nó nhẹ nhàng, đừng có để cho nó bị tổn thương là được rồi. Nếu nó tổn thương là mình không tưới ngay được đâu nha các bạn. Đó, nếu mà nó bị chày xước hoặc là nó bị tét rễ, bị tổn thương là mình tưới ngay là thua đó. Thì nếu mà lỡ như vậy thì các bạn lại để tiếp, để khoảng nửa tháng sau thì các bạn tưới cũng vẫn được nha. Cây nó không ăn thua gì đâu, nó vẫn bình thường, nó bắn tược ra. Nhưng mà nó cũng vẫn lấy ở cái thân cái củ. Đó, để cho khi nào mà nó lành cái vết thương mà bị tổn thương mà mình phát hiện được á. Đó, khoảng nửa tháng sau nó lành thì mình mới tưới, còn nếu mà không việc gì thì mình tưới luôn. Còn những cái mà mình tỉa rễ bên trên nè, mình có tưới lên cũng không sao nha các bạn nhé. Mình tưới lên xong cái xíu là nó khô rồi, nó không có bị ngấm đâu. Trừ trường hợp mà những cái vết cắt mà mình cắt mà nó nằm ở dưới mặt chất chồng á, mình tưới vô thì cái nước nó cứ bị giữ nước ở đó rồi nó cứ từ từ nó ngấm vô nó sẽ thúi thôi. Còn như những cái này là mình có tưới vô cũng không sao đâu nha các bạn nhé. Rồi thì để coi mấy ít bữa nữa nó phát triển làm sao rồi mình tiếp tục mình quay cho các bạn xem hai cái cây này. Cái này củ hình cũng đẹp lắm các bạn ạ. Nó không có được hình thú nhưng mà nó cũng là cái củ hình. Nó cũng uốn éo rồi, nó cũng dưới này nó cũng có bộ đế đẹp lắm. Thì mình phải nhổ lên mình chỉnh sửa nha các bạn nhé. Đó, cái hai cây này thì mình để nguyên thủy mình chơi. Còn bốn cây kia ít bữa nữa mình sẽ cắt hết ra mình ghép cho nó nha các bạn. Chắc mình ghép một cốt đó. Để cho một cốt nó đẩy bo lên, mai mốt nó lên bo thì cái cây nó khỏe, nó liền lạc, nó đẹp lắm nha các bạn nhé. Rồi để bữa nữa mình sẽ tiếp tục mình cập nhật hai cây này cho các bạn xem. Đó, nó coi nó phát triển sao nha các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, thì hai cây này mình xử lý rễ, mình sửa dáng cho nó, rồi mình trồng xuống rồi mình sửa lại bộ rễ nó cho nó đẹp đó các bạn. Cái sửa cái dáng nó luôn. Thì trồng lại được một thời gian rồi. Đó, ngày hôm nay thì hai em nó cũng đã phát triển khỏe các bạn. Thì bây giờ mình dáng chăm sao cho nó thật là khỏe đi, rồi mấy cái tược này nó lớn nè các bạn. Rồi mình tìm một cái giống sứ nào đẹp đẹp á. Đó, cái hoa đẹp thì mình ghép vô cho nó nha. Đó, thì lúc đó mình có một cái cây sứ ghép đẹp. Chứ còn thường thường mấy cái cây cái này là sứ hạt nguyên thủy, sứ
sứ Việt đó các bạn, chứ không phải là sứ 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 nguyên liệu đâu. Nó thành thử ra mấy cái sứ mà sứ Việt đó là nó có bộ đế đẹp lắm. Đây, cái thằng này nó là sứ nguyên liệu thôi các bạn. Chán quá, dục nó trong góc rồi. Đó, cho nên nhớ cái sứ hạt mà nguyên thủy thì là sứ Việt thì nó có bộ đế đẹp lắm nha. Thì mình chỉnh sửa bộ đế nó cho đẹp rồi lúc đó mình ghép thì nó ra mới ra được một cái cây đẹp các bạn ạ. Đây nè, cây này cũng là cây sứ Việt này. Này mình cũng sửa sửa rễ cho nó rồi đó các bạn. Đó, có cây nào mà đẹp đẹp thì mình cứ nhổ lên rồi mình sửa, mình tạo dáng cho nó. Sau này mình ghép những cái hoa đẹp vô cho nó thì nó thành một cái cây đẹp thôi các bạn ơi. Rồi còn bốn cái cây mà mình đó, bốn cái cây hôm nọ mình cũng nhổ lên mình sửa dáng cho nó rồi mình ghép lại nè các bạn. Đây thì mấy cây này mình ghép, để ghép một cốt mình ghép cái cây sứ hạt cho nó đó các bạn, sứ hạt lai con. Đây cây nữa nè. Đó, các bạn thấy là nó nằm ra như một con thú đang nằm này. Đây cũng là một cây cây cổ quái đang nằm. Mấy cái tường này cực dài nè, có gì cắt bỏ đi. Rồi cái này là mình cũng ghép vào một đó, một cái cây sứ hạt luôn nè. Đó, bốn cái cây. Còn cái này thì mình ghép làm 5 cái bo luôn các bạn ạ. Đó, không phải là bo đâu, 5 cây sứ hạt con luôn đó các bạn. Đó, mình chờ xổ số. Đó, các bạn thấy củ nó mình sửa cũng đẹp nha các bạn nhé. Đó, bên kia thì dáng nằm luôn, còn này là cũng cụ hình. Đó, mình cũng phải chỉnh sửa nó thì nó mới ra được cây sứ đẹp các bạn ạ. À, cái này thì chờ xổ số. Rồi nó ra nụ mà nó bị ruồi vàng chích hay sao các bạn ạ. À, teo nè, nhưng mà mình sờ thấy cứng lắm. Thằng này vừa rồi cũng ra hoa 3 lớp nè. Đó thì chờ xổ số, cái nào đẹp thì có một cái cây đẹp chơi, còn xổ số nó ra mà hoa 1 lớp hoa 6 thì chịu vậy thôi. Dù sao nữa nó cũng có một cái dáng đẹp nha các bạn nhé. Rồi thì hôm nay mình cập nhật lại hai cái cây này là mình chia sẻ các bạn, là lúc mà mình nhổ lên mình để 20 ngày sau các bạn nó mới dẻo được, cái bộ củ mình mới bung ra được nha các bạn nhé. Ở khi mà mình bung ra được rồi mình cũng trồng xuống luôn, thì mình chăm sóc sao cho nó phát triển khỏe đi rồi đó, ngày hôm nay nó được như vậy rồi. Ít bữa nữa là mình đợi mấy cái tược này nó to to chút nè, đó mình sẽ ghép cho nó. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn nhé. Rồi mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi hết video của mình. Rồi mình xin chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc nha các bạn nhé. Rồi mình xin chào.